Chào các bác. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một cái cây địa lan thanh minh. Cái này hoa nó màu xanh vàng, nói chung cánh nó khá xanh, cánh xanh và lưỡi vàng, lưỡi xanh vàng, môi hoa nó như vậy. Cái này nó có một cái đặc trưng rất là riêng, có thể là nhìn kỹ một chút là sẽ để ý thấy là nó khác với những cái cây địa lan khác ở điểm gì. Cây này thì ngày xưa là nó có tên là Ninh Một. Ninh Một thì cái tên Ninh Một ngày xưa này nó có nghĩa tên cũ ấy. Nhưng về sau bây giờ thì mọi người thống nhất thì gọi là cái cây thanh minh, bởi vì cái tên kia là tên riêng, và tên riêng đấy thì cũng có nhiều tên để đánh số ấy, 1, 2, 3, nên là cái việc gọi tên như vậy thì nó hơi khó để người chơi sau có thể nhận biết được. Nói chung là mình cứ gọi tên từng riêng khác nhau ra, và tên khác nhau thì đương nhiên là việc thống nhất gọi tên thì nó là cả một quá trình, chứ không phải là anh về nhanh thích gọi tên nào thì gọi được. Bởi vì về cơ bản thực ra thì gọi tên nào cũng được thôi, nhưng cái là nó sẽ không thống nhất. Ví dụ như cái tên thanh minh, cái địa lan này thì được nhiều người biết đến rồi, thì nó cũng sẽ là mới với những người chưa biết đến. Nhưng về cơ bản thì trong giới chơi địa lan thì nó không rộng rãi như là phong lan, và có thể là ở đâu cũng trồng được. Mà địa lan này thì chỉ trồng được từ Huế lập ra miền Bắc thôi đấy, bởi vì trồng trong miền Nam cũng được, nhưng nó gần như phát triển kém, là do nắng quanh năm nên là cái tỷ lệ có hoa gần như rất thấp. Thế nên là ví dụ như trong miền Nam ấy thì cái dáng hương ấy, nó ít hoa thì người ta ít chơi. Bây giờ chơi cái dòng hoàng thảo thân thẳng với Calia là chủ yếu. Đấy thì nó hơi lan man quá. Thì em xin phép là vào giới thiệu cái này luôn. Cái này nó có một cái đặc trưng, khá đặc trưng. Đấy, mọi người nhìn này chắc là mọi người cũng không biết có đoán ra được không. Em thì em thấy là cái cây này khá đặc trưng ở cái môi hoa của nó. Đấy, cái môi hoa của nó thường cái cây bông này nó, cái bông sắc đây này. Đây, mọi người nhìn nhé, nhìn kỹ này, cái môi hoa này nó cách với cái trụ phấn, đúng không ạ? Bình thường anh chị sẽ thấy những bông như này, cái cây này nó hơi mở ra này, thường là lên này đúng không, nhưng mở ra này, cái này nó hơi mở ra đấy, nó phải chỉ một bông này đâu anh chị nhá, nó là nhiều bông luôn, bông nào cũng thế. Đây, môi hoa nó cứ bị sệ xuống và nó dài, bởi vì nó sệ xuống nằm trong nó dài ra, nhìn thấy không ạ? Đấy, đúng không? Anh chị cứ để ý lại một số những cái video và những cái cây địa lan khác thì em cũng có phân tích rất là chi tiết rồi. Những cái cây này thì nó là một trong những cái cây mà khá là dễ nhận biết từ cái bộ màu sắc hoa, khuôn cánh cũng như là cái phân bố kiểu hoa. Thì em sẽ nói sơ qua một chút về cái cây này. Cây này thì nó đang bị rụng mất một bông ở chỗ này, vị trí đen đen này. Đấy, nó đang bị rụng mất số bông này. Thì anh chị nhìn đây là cái tay hoa của nó. Tay hoa như thế này thì nó cũng chưa được gọi là vị cần. Bởi vì vị cần, anh chị biết là vị cần thì cái tay hoa này nó sẽ rất là khít. Anh chị có thể xem lại cái cây địa lan Đại Thanh ấy, hoặc là theo dõi những cây video địa lan của em khác thì mọi người cũng nhận ra việc đó, đúng không ạ? Tay hoa này nó chưa được vị cần, nhưng như thế này là cũng là thăng hoa rồi. Nó dựng lên, đây này, dựng lên theo chiều thẳng lên và hơi vặn xoắn. Thì nó cũng có hơi vị, nhưng mà nó vị không mắc kể. Còn tay thẳng nó đã khác, cái tay này nó cũng có vị nhưng ít. Và mình nhìn nhận bông hoa nó đẹp ở đâu, sự đột biến nào. Đấy, thì mình phải nhìn, mình đánh giá được nhiều mặt, nhiều vấn đề, nhiều từ thân lá đến hoa, đánh giá được nhiều điểm. Ví dụ như cái này tổng thể, về cơ bản là cây này tổng thể là nó cũng không bị mất cần lắm. Như là nếu như thực sự có một bông ở đây nữa thì nó hơi díu, đúng không? Nó sẽ hơi thấp quá. Hoặc là một bông ở đấy nữa thì nó đẹp, một bông ở đây nữa thì đẹp hơn, nhìn cái góc này đẹp hơn, đúng không ạ? Nếu có thêm một bông ở đây nữa thì sẽ rất là đẹp hơn, bởi vì khi mà càng lên trên thì nó sẽ càng dày, mà càng dày bông. Anh chị nhìn khoảng cách bông đầu tiên, bông thứ hai này, đến bông thứ ba, bông thứ tư, thì có nghĩa là cái việc của khoảng cách nó chia càng lên trên thì nó sẽ càng dày. Đấy, nhưng thực ra nó có một bông đây nữa thì đẹp, nhưng mà thực ra là cái bộ lá này của nó thì chưa hẳn là mất cần lắm, hơi mất cần một chút. Đấy, bởi vì nó vẫn có những cái lá rất là cao. Đấy, thì cái dáng lá này thì em sẽ nói là nó giống với một cái cây khá phổ thông hơn cái này, đó chính là dáng lá giống cây hoàng vũ.
hoàng vũ nhưng lá ngắn, hoàng vũ truyền thống ấy. Đấy, dáng lá nó khá giống với cây hoàng vũ truyền thống. Đấy, nhưng cái bông hoa này thì nó khác, đúng không? Anh chị nhìn là nó có thể là cũng thấy cái điểm khác của nó. Thì cái cây địa lan này thì thực sự là để mà nói là nó rất là khó nhìn khi mà anh chị không thể nhận diện được. Thì anh chị nên lưu ý về cái việc sưu tầm, mua của những người nào mà có những cây nở là thứ nhất. Cái thứ hai là người ta phải thực sự hiểu biết về cây. Bởi vì không, nếu như người ta không hiểu biết ấy, thì rất là dễ mua từ một cây thì nó thành, mua ba cây thì nó về sau lại nở thành một cây. Đấy, thì đấy là trường hợp mà em gặp rất là nhiều trong cái cuộc chơi địa lan này rồi. Có nghĩa là cùng một cây nhưng mà gọi là 4-5 tên khác nhau. Bởi vì cái sự biến đổi của cây lan này nó có. Và cái nữa đó chính là anh chị lưu ý là không nên mua những cái cây mà người ta bảo là cây cổ ấy kia nhé. Bởi vì cái địa lan nào cũng thế, nó chỉ có từ ngày trước rồi. Nhưng về sau đây thì nhân giống nó vẫn là cái cây đấy. Nếu mà nó là cổ như thế thì tất cả cây đều là cổ. Còn những cái cây lan đột biến này thì nó cũng là những cái cây mới. Nhưng những cái cây mới này thì nó cũng phải có từ rất lâu rồi. Thì mới đến bây giờ chúng ta mới có thể có cây để chơi được, đúng không ạ? Chứ đương nhiên là không phải là mới có ngày hôm qua. Đây nó không phải là cây công nghiệp. Đây là những cây địa lan rừng. Cây này cây những lan, cây lan rừng có từ rất lâu rồi. Nhưng mà cái việc nhân giống và quảng cáo cái cây địa lan này thì nó rất là khó. Và gần như là không ai quảng cáo về cái mặt địa lan này cả. Thế nên mọi người phải chơi hết sức lưu ý về cái địa lan. Những cái cây này thì nó cũng có phải hàng chục năm rồi. Những cây đột biến xanh vàng này, nhưng mà do là nhân giống rất là chậm. Anh chị cũng biết là để mà từ một củ mà thành được 5 củ thì nó phải mất qua quá trình nó khoảng tầm 2 đến 3 năm, có thể là 4 5 năm. Nhưng cũng có thể là 7 8 năm thì mới có ra hoa và để có để chia được. Chứ nó không hề đơn giản để mà có được một chậu mà nó nhiều hoa mà nhiều thân ấm bụng đẹp được. Đấy, bởi địa lan này nó nuôi trồng rất chậm, chứ nó không như là các loại lan kiếm hay là loan đặc biệt lan biến khác. Cái cây này nó có dáng lá rỗng, dáng lá vũ, thân mầm của nó xanh sạch. Đây em sẽ vào cái mầm một chút này. Đấy, thì thấy không? Mầm nó xanh sạch. Đương nhiên là những cái đột biến xanh vàng này nó là mầm xanh, thân mầm xanh sạch anh chị nhé. Mặc định nó như thế. Dáng lá em sẽ nói là nó giống cái cây vũ truyền thống. Cây vũ truyền thống chứ không phải cây vũ Hà Nội, không phải cây Xuân Phương. Cái cây vũ này. Đây, lá nó cong lên. Lá nó dài khoảng từ 20 đến 50 cm và lá nó gập khá giống vũ. Đuôi lá nhọn thẳng, không vặn xoắn. Thì hơi nghiêng này, nhưng đa phần là thẳng, có một cái lá nghiêng. Anh chị nhìn cái lá này thẳng, rất là thẳng. Đây những cái lá này cũng thế, nó là lá rất là thẳng. Anh chị nhìn nó thấy thì có giống không? Đuôi lá thẳng, rất là giống cây vũ. Lá nó có những cái nếp răn gập lá đây. Đây, những cái lá đây. Nhìn cái vết răn nó, anh chị thấy đúng không? Kiểu gập. Mặt lá của nó hơi vàng, hanh vàng. Mặt lá này thì nhìn chung về cơ bản này nhiều nắng thì nó sẽ xanh, nó sẽ vàng hơn, còn ít nắng nó sẽ xanh hơn anh chị nhé. Cơ bản là thế. Cái này thì nó dạng lá khá giống vũ đây, nhìn này. Nó vòng rất đấy, nhưng mà lá nó ngắn hơn lá vũ. Và nó không ôm chậu như lá vũ. Lá vũ vũ truyền thống thì ôm chậu hơn. Đấy. Tiếp theo là đến bông hoa. Bông hoa của nó đặc trưng địa lan xuân thì nó rất thơm. Và hương thơm của nó thì rất là khó tả. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt ngào và đầy quyến rũ. Đấy, hương thơm của nó thì rất là đặc biệt, không giống các loại phong lan nào khác cả. Hương thơm rất đặc biệt. Bông hoa rất là ngay ngắn, bông hoa của nó màu xanh vàng, thiên về màu xanh một chút. Thế nên gọi là thanh minh, thanh là màu xanh mà. Đấy, thì cái bông hoa của nó thì lưỡi, môi hoa của nó là màu xanh. Nó có 5 cánh. Bông hoa cánh của nó là màu xanh. Nhưng khi mà quay video rồi thì nó đây như này màu thật hơn. Đấy, nhưng ở ngoài thì nó vẫn xanh hơn. Đấy, 5 cánh của nó, bông hoa tạo giống cái lục thanh hoa. Chia hoa ngay ngắn cân đối. Và sai bông to khoảng từ 5 đến 6 cm, sai bông rất to. Đấy, và cái nó có một cái đặc trưng đó chính là môi hoa nó bị chè ra. Nó mở ra, thì thế không ạ? Đấy. Môi hoa nó mở, bông nào nó cũng thế. Nở ra thế nhá. Đấy, trông nó rất là hay. Đương nhiên là cái độ mở này thì nó phụ thuộc tùy từng cây, cây này mở nhiều, cây mở ít. Thế nên anh chị cần lưu ý. Quan trọng là đúng mặt hoa, đúng cây. Và mình khi mà mình sưu tầm thì mình có thể biết được rằng là cái cây này nó là như thế này.
ngoài bản chất nó thế này đấy, đúng không ạ? Thì anh chị lưu ý để tham khảo và mua các loại địa lan. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.